Chào mừng bạn quay trở lại với Bài học Thành Công. Bắt đầu từ tuần này, channel Bài học Thành Công sẽ phát sóng đều đặn vào 7 giờ tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần nhé. Bạn có thể học cách làm video giống như admin theo đường link để ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn có đang gặp phải vấn đề về giao tiếp không? Lời nói gói vàng. Kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của con người, là chìa khóa để mở ra cơ hội cho tương lai giàu có và thành công của bạn. Vì vậy, đây là một video đặc biệt admin làm để dành tặng cho rất nhiều bạn khán giả đã yêu cầu trong thời gian qua tiết lộ những kỹ năng giao tiếp hay nhất từ cuốn sách Đắc Nhân Tâm của tác giả Dale Carnegie. Đặc biệt là dành cho những ai đang mong muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp kém cỏi của mình. Đắc Nhân Tâm là một nghệ thuật thu phục lòng người, làm cho tất cả mọi người yêu mến mình. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé! Thứ nhất, không chỉ trích, oán trách hay than phiền. Bạn đi làm muộn và thốt lên một câu xanh rờn. Ai da, đường hôm nay tắc quá. Để rồi thằng ngồi bên cạnh được tăng lương, còn bạn thì không. Sếp thật là bất công. Thật ra, những người bạn gặp trên đường đời sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Dù tốt hay xấu, họ cũng tặng bạn những kinh nghiệm sống hết sức tuyệt vời. Chính vì thế, đừng nên lên án, chỉ trích hay than phiền ai cả. Thậm chí, nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng lòng tốt của bạn, thì xin hãy cứ tha thứ cho họ. Bởi vì có thế, chính nhờ họ mà bạn học được cách khoan dung. Chỉ trích một người là việc không khó. Vượt lên trên sự phán xét ấy để cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào. Thứ hai, thành thật khen ngợi, cảm kích người khác. Hôm nay kiểu tóc của bạn trông rất đẹp đấy. Động cơ thúc đẩy sâu sắc nhất trong bản chất con người là sự khao khát được thể hiện mình. Biết khen ngợi và cảm ơn những người xung quanh một cách chân thành chính là chiếc đũa thần tạo nên tình thân ái và nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là niềm vui rằng mỗi người đang được quan tâm, công nhận và yêu thương. Mỗi người được khen ngợi chân thành sẽ tự nhiên sửa đổi những tính xấu để trở nên hoàn thiện hơn. Thứ ba, khơi gợi cho người khác ý muốn thực hiện điều bạn muốn họ làm. Nếu bạn bấm like video này thì mình sẽ rất vui đó. Còn nếu bạn bấm đăng ký kênh của mình nữa thì mình sẽ sướng cả ngày mất. Dễ khi nhận nhưng khó khi cho. Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi tặng cho niềm vui. Dễ là khi dập tắt đi ước mơ của người khác, và khó là khi gợi cho người khác một mong muốn tha thiết. Vậy tại sao ta không làm một điều khó mà hiệu quả thật tốt như khơi gợi mong muốn thiết tha ở một con người? Thứ tư, chân thành quan tâm đến người khác. Hôm nay bạn có vui không? Công việc của bạn có tốt không? Charles Schwab từng nói rằng một người có thể thành công trong hầu hết mọi việc nếu anh ta có một lòng nhiệt tình vô hạn. Khi chúng ta cố gây ấn tượng với người khác chỉ để người ấy quan tâm đến mình, chúng ta sẽ không bao giờ có nhiều bạn bè thật sự chân thành. Nếu muốn có những người bạn thật sự thì hãy nghĩ và làm việc gì đó cho họ, dành cho họ thời gian, sức lực và sự quan tâm mà không vụ lợi. Biểu lộ sự quan tâm chân thành đối với người khác không những giúp bạn có thêm bạn bè mà còn có thể làm tăng lòng trung thành của khách hàng đối với công ty bạn. Hãy luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay, một để tự giúp mình và một để giúp đỡ người khác. Thứ năm, mỉm cười. Bạn có một nụ cười rất đặc biệt đấy. Vì thế, đừng quên mỉm cười trong cuộc sống nhé. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bản thân bạn. Nụ cười không chỉ làm giàu người nhận mà cả người cho. Nụ cười xuất hiện trong nháy mắt nhưng có thể để lại dấu ấn suốt đời. Bạn có nhớ nụ cười người yêu đầu của bạn không? Vâng, nụ cười đó sẽ đi theo bạn suốt đời. Vì vậy, hãy mỉm cười với nhau dù đó là người bạn chưa quen biết. Nụ cười ấy sẽ soi chiếu đến những góc khuất của tâm hồn và làm bừng sáng cả những nơi tăm tối nhất. Vì không ai cần một nụ cười, nhiều bằng người đã không còn một nụ cười nào nữa để cho đi. Thứ sáu, luôn nhớ rằng tên một người là âm thanh êm đềm, ngọt ngào và quan trọng nhất đối với họ. Chúng ta cần nhận ra điều kỳ diệu ẩn chứa sau tên gọi của mỗi con người và ghi nhớ rằng mỗi một cái tên, dù đơn giản đến đâu, cũng chính là điều quan trọng và niềm vui của người ấy. Do vậy, thông tin mà chúng ta đang trao đổi hay những câu chuyện giữa hai bên sẽ trở nên thật đặc biệt khi chúng ta lồng vào trong đó tên của người chúng ta đang giao tiếp. Hãy tập thói quen nhớ tên người khác. Hãy mang theo mình một cuốn sổ tay để ghi lại tên của những người bạn đã gặp để mở rộng mối quan hệ. Cho dù họ là ai, người hầu bàn hay vị tổng giám đốc, cái tên vẫn luôn đem lại điều kỳ diệu. Khi chúng ta gọi đúng nó, bạn sẽ đắc được nhân tâm.
thứ 7, lắng nghe người khác, khuyến khích người khác nói về họ. Trong tiếng Trung Quốc, từ lắng nghe được viết bởi những nét chữ tạo nên bằng 5 từ bên trong: tai, mắt, tim, một và vua. Lắng nghe ở đây bao hàm ý, chúng ta luôn cần phải mở rộng tai, mắt, tấm lòng, hòa làm một với người đang giao tiếp và cho họ thấy được sự quan trọng của họ. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Muốn có tài ăn nói thì phải chăm chú lắng nghe. Muốn được người khác quan tâm, bạn nên quan tâm đến người khác, hỏi những câu hỏi mà họ thích trả lời, khuyến khích họ nói về chính họ và thành tích của họ. Bởi vì sự cảm thông chia sẻ mạnh hơn lời nói, và niềm vui cùng với sự chân thành sẽ thật sự bền vững khi bạn biết quan tâm. Thứ 8, nói về điều mà người khác quan tâm. Một lời nói bất cần, thiếu suy nghĩ có thể làm mất thiện cảm, gây ra bất hòa. Một lời độc ác có thể làm tổn thương một tâm hồn. Một lời đúng lúc có thể mang lại bình an. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc thật sự. Và có những lời nói có thể cứu được cả một con người. Con đường nhanh nhất đến với trái tim một người là bàn luận về những điều người ấy quan tâm nhất. Điều bạn quan tâm nhất bây giờ là gì? Lòng ham muốn được tỏ ra mình quan trọng là một sự thôi thúc mạnh mẽ nhất trong bản chất con người. Người có giá trị nhất là người giúp cho đồng loại mình được nhiều nhất. Làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng là một trong những cách hữu ích nhất để giúp họ sống và làm việc tốt hơn. Thứ 9, thành thật cho người khác thấy sự quan trọng của họ. Đức Phật dạy rằng, oán không bao giờ diệt được oán, chỉ có tình thương yêu mới diệt được oán. Tranh cãi không giải quyết được bất hòa, chỉ có lòng khoan dung và thiện chí nhìn nhận sự việc bằng quan điểm của đối phương mới hòa giải được. Bạn đúng rồi đó. Nếu bạn cố tranh cãi để thắng thì đấy cũng chỉ là một chiến thắng vô nghĩa, bởi vì bạn sẽ không bao giờ nhận được thiện chí và sự hợp tác của đối phương. Khi tranh luận với một người, bạn cần định hướng để sau cuộc tranh cãi bạn có thêm một người bạn. Thứ 10, cách giải quyết tranh cãi tốt nhất là đừng để nó xảy ra. Đừng cố tranh cãi chỉ để giành phần thắng. Nếu bạn cố tranh cãi để thắng thì đấy cũng chỉ là một chiến thắng vô nghĩa, bởi vì bạn sẽ không bao giờ nhận được thiện chí và sự hợp tác của đối phương. Dạy người phải khéo léo nhưng không dạy gì cả. Giảng điều chưa biết mà cứ như nhắc lại chuyện đã quên. Bởi một điều đơn giản là đối với những người hiểu biết thì chỉ cần nửa lời cũng đủ cho nắm rõ mọi điều chúng ta muốn nói. 11. Tôn trọng ý kiến của người khác. Đừng bao giờ nói, anh chị sai rồi. Tài năng quý hiếm nhất là tài năng của một người biết nhìn nhận người khác có tài năng. Nếu chúng ta chịu nhìn nhận những điều sai trái của mình trước khi người khác có dịp nói ra, chúng ta sẽ có 99% cơ hội được đối xử bằng thái độ hào hiệp. Trong quan hệ với con người, hãy luôn nhớ rằng chúng ta đang giao tiếp với những sinh vật không những có lý trí mà còn có cảm xúc. Họ rất dễ bị tổn thương bởi định kiến, nhưng luôn có động lực khi có niềm tự hào và lòng kiêu hãnh. 12. Nếu bạn sai, nhanh chóng và thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm. Bất kỳ một kẻ ngốc nào cũng cố bào chữa lỗi lầm, và hầu hết mọi kẻ ngốc đều làm thế. Việc tự nhận lỗi sẽ giúp chúng ta khác biệt với số đông tầm thường và cho chúng ta cảm giác tự hào cùng niềm vui cao thượng. Nhưng đó phải là sự tự nhận lỗi một cách thành thực, chứ không phải giả vờ theo kiểu cho qua chuyện hay cố tình nhận lỗi để tỏ vẻ bề trên, ta đây không chấp. Nếu bạn đã sai lầm thì không gì hay bằng thẳng thắn nói rằng tôi đã sai. Nhượng bộ không phải hạ mình, nhận lỗi không là nhục nhã. 13. Luôn bắt đầu bằng một thái độ thân thiện. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng mặt trời và gió tranh cãi xem bên nào mạnh hơn. Gió nói, tôi sẽ chứng minh tôi mạnh hơn. Ông có thấy cụ già đằng kia không? Tôi đánh cuộc sẽ làm ông cụ cởi áo khoác của mình ra nhanh hơn ông. Mặt trời ẩn mình sau một đám mây để gió chứng tỏ quyền uy của mình. Gió đã thổi mạnh gần như một cơn bão, nhưng gió càng thổi mạnh bao nhiêu thì cụ già lại càng giữ chặt chiếc áo khoác của mình bấy nhiêu. Cuối cùng gió lặng đi và chịu thua. Khi đó mặt trời rời khỏi những đám mây, dịu dàng tỏa những tia nắng óng ánh xuống mặt đất. Bỗng chốc trán cụ già lấm tấm mồ hôi, rồi cụ trao mày và cởi áo khoác ra. Mặt trời đã cho gió một bài học rằng đề nghị nhẹ nhàng bao giờ cũng mang lại hiệu quả cao hơn sự ép buộc bằng vũ lực. Thái độ dịu dàng, thân thiện và những lời khen ngợi chân thành có thể khiến người ta thay đổi ý kiến dễ dàng hơn là gây căng thẳng khó chịu. Abraham Lincoln cũng từng nói rằng một giọt mật ngọt bắt được nhiều ruồi hơn là một thùng nước đắng. 14. Hỏi những câu khiến người khác đáp vâng, có, ngay lập tức. Khi nói chuyện với mọi người, bạn không nên bắt đầu bằng những điểm khác biệt, mà nên bắt đầu bằng cách nhấn mạnh những điểm mà hai bên đều đồng ý.
Nếu như có thể, bạn sẽ tiếp tục nhấn mạnh rằng cả hai đều phấn đấu cho cùng một mục đích. Sự khác nhau duy nhất giữa hai người chỉ là về mặt phương pháp mà thôi. Câu trả lời đồng ý ngay từ đầu sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì khi một người đã thực sự nói không, thì toàn bộ các giác quan, hệ thần kinh, cơ bắp của người ấy đều tập trung trong tâm thế từ chối. Trái lại, khi một người nói có, thì từng tế bào trong cơ thể người đó giãn ra trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận. Nên nếu ngay từ đầu chúng ta tranh thủ được nhiều tiếng có là ta đã mở rộng con đường cho việc tiếp nhận đề nghị sau cùng, mục đích của chúng ta. 15. Tạo điều kiện để người khác được nói thỏa thích. Điều quan trọng nhất của mọi cuộc trò chuyện là để người khác bộc lộ mình. Sau khi bày tỏ những quan tâm của mình, người đối thoại sẽ hài lòng với bản thân và kiến thức của họ, và tự nhiên họ sẽ lắng nghe chúng ta. Các nhà hùng biện bao giờ cũng hiếm có, nhưng hiếm hơn nữa là những người biết im lặng đúng lúc, và càng quý hơn là những ai biết nhường lời cho kẻ khác. Mọi người đều thích làm theo ý mình, chứ không ai muốn hành động theo lời người khác sai bảo. Ai cũng thích được hỏi về những mong muốn, nguyện vọng và suy nghĩ của họ. Lão Tử nói, nước suối và mưa nguồn sở dĩ đều chảy về sông sâu biển lớn, vì sông và biển dám chấp nhận ở vị trí thấp. Thánh nhân muốn thể hiện uy đức cao hơn người nên đặt mình dưới họ. Muốn trí năng vượt trước thời đại thì phải ẩn mình ở phía sau. Vì vậy, dù vị thế thánh nhân ở trên thiên hạ cũng không ai tức tối, dù vượt trước thiên hạ cũng không ai oán hờn. Tóm lại, giao tiếp là một kỹ năng sống quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến thành công của bạn trong tương lai. Vì thế, đừng để khả năng giao tiếp kém làm mất đi các cơ hội tốt trong đời đến với bạn. Ngoài 15 kỹ năng trên, bạn cần đăng ký khóa học online Kỹ năng giao tiếp thông minh của tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu để thực hành theo từng bước, cầm tay chỉ việc. Link đăng ký mình đã để ở phần mô tả phía dưới video này. Nhập mã coupon VIP400 để được giảm giá 40%. Tin tôi đi, giá quá rẻ để bạn đăng ký học ngay bây giờ. Hãy chú trọng và rèn luyện nó mỗi ngày bạn nhé. Bài học thành công, chúc bạn giao tiếp khôn ngoan, được nhiều người yêu quý. Đúng rồi, bấm vào link ở phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp lại bạn trong đó.